Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi mới nhất tính đến thời điểm hiện tại, đó là đề thi GPT N2 năm 2023 tháng 12 vừa rồi nhá. Phần thi ngữ pháp này, câu số 31. Watashi no 3 nin no ani san wa minna ryori ga nigate de ichiban ue no ani tamago mo umaku ware nai. Các đáp án là ni tote, ni shite wa, ni kurabete và ni itatte wa. Chúng ta cùng xem câu 31 này. Ba anh trai tôi ấy, thì tất cả đều rất là kém nấu ăn. Và ông anh cả, đúng nhỉ? Ông anh ở trên cùng, ông anh cả ấy, đến cả trứng cũng đập không ra hồn. Đấy, đập trứng cũng không ra hồn. Thì chúng ta có ni tote là gì đấy? Là đối với. Nó dùng để đưa ra một đánh giá, ví dụ như là watashi ni tote, kazoku wa ichiban taisetsu na mono da, đúng không? Đối với tôi gia đình quan trọng nhất. Không hợp trong bối cảnh này. Câu 2 là nishitewa là gì nhỉ? À, so với mang tiếng là A nhưng mà nó lại khác với những gì chúng ta nghĩ. Ví dụ như là Junigatsu nishitewa mada atsui ne. Đúng nhỉ? Mang tiếng là tháng 12 đấy mà vẫn còn nóng. Câu số 3 là nikurabete là dùng để so sánh nhá. Izen nikurabete kanojo no nihongo wa jozu ni natta. Đúng nhỉ? So với trước đây thì tiếng Nhật của ta đã giỏi. Đều thấy không phù hợp. Vậy ở đây chỉ còn số 4 là ni itatte wa. Các bạn N2 sẽ thấy cái này tương đối lạ bởi vì câu này thực ra là ngữ pháp N1 các bạn ạ. Ngữ pháp N1 ni itatte wa được học trong Shinkansen nhá. Ichiban. À xin lỗi không phải Ichiban mà là N1 Nichi. Đây là một trong những năm ít ỏi người ta cho kiến thức N1 xuống N2. Cái ngữ pháp này dùng để làm gì? Nó dùng để nói về một trường hợp quá mức trong số các trường hợp vốn đã tiêu cực. Có nghĩa là ba người này đấy, vốn dĩ là đã kém nấu ăn rồi và đưa ra một ví dụ còn có một người còn gì đây nhỉ, mang tính chất đặc biệt nhất trong số này thì sẽ là yon bằng nhá. Câu số 32 này, như vậy câu đầu tiên đã thấy khó khó rồi đúng không? Daishu no setsumei kai ni sanka suru shinai gì đó, kono shorui wa kanarazu yonde oite kudasai. Vế trước đang là tham gia này, các bạn để ý thấy là suru đằng sau lại là shinai. Như vậy là tham gia hoặc là không tham gia đấy. Tham gia hoặc không tham gia cái buổi giới thiệu tuần sau. Hãy đọc cái tài liệu này. Nhất định là hãy đọc trước cái tài liệu này. Toaie, toshitemo, ni kagirazu và ni kakawarazu. Chúng ta có toaie là gì đấy nhỉ? Là mặc dù. Đấy. Ví dụ như là Shitashi kanke da toaie saitegen no reigi wo wasute wa naranai. Cho dù nói là mối quan hệ thân thiết đi chăng nữa cũng không được quên những cái phép tắc lễ nghi, lễ nghĩa tối thiểu. Nó không phù hợp với trường hợp là suru shinai như này. Toshitemo là mặc dù đúng không? Kikoku shita toshitemo Nihongo no benkyou o tsuzukeru chẳng hạn. Mặc dù là về nước nhưng mà tôi vẫn sẽ học tiếng Nhật. Không đúng. Nikahirazu là không chỉ. Ví dụ như là gì nhỉ? Kono kankochi wa kyujitsu nikahirazu mai Nichi, đúng nhỉ? Kanko kya cứ ngã ôi chẳng hạn. Không chỉ là ngày lễ mà cái khu du lịch này ngày nào cũng có nhiều người tham quan mua sắm. Nó không phải nhá. Ở đây chỉ còn đúng là yon bằng ni kakarazu. Chúng ta sẽ chọn số 4 này. Có nghĩa là gì nhỉ? Bất kể là tham gia hay không tham gia thì đều cần phải như vậy. Các bạn được học cái này trong chương trình N2. Ở đây chỉ làm đến câu nào thì Sensei sẽ đánh số luôn nhá. Nó là N2 các bạn. Nó dùng để diễn tả là bất kể. Đấy, nó sẽ đi kèm những từ như là nê đăng hay là kyo đi, bất kể giá cả, bất kể khoảng cách, hoặc là dạng thức là veru ve nai cộng với lại nikka karazu, có nghĩa là bất kể làm v hay không làm v. Đấy. Câu số 33 này. Ekimae ni atarashii ramen ya ga open shiteita. Nani nani dekita no daro? Ở trước ga ấy có một cái quán mì ramen mới, nó đã mở cửa. Các bạn thấy có đuôi dùng nodaro này. Người ta đang đặt câu hỏi. Ở đây là dekita là hoàn thành, xây dựng. Người ta đang ngạc nhiên đúng không? Kiểu như là không biết nó hoàn thành xây dựng từ khi nào. Vậy thì dùng cái gì hợp lý? Các bạn thấy có đầu tiên là ima ni mo. Ima ni mo là đến nơi, sắp đến nơi rồi. Nó hay đi với lại soda, mang nghĩa là sắp nhá. Đấy, ví dụ này. Ima ni mo ame ga huri so da, có nghĩa là sắp mưa đến nơi rồi. Đây là dùng thể ta là quá khứ đã qua, không thể chọn một nha. Masaka là gì? Không đời nào, không ngờ có chuyện như thế xảy ra. Nó đi kèm với biểu hiện mang tính phủ định.
Đấy, chẳng hạn như là Masaka ame ga furuto wa omowanakatta, không đời nào tôi nghĩ trời lại mưa. Đấy, đây không phù hợp đúng không? Câu 3 là itsunomani, có nghĩa là không biết từ khi nào, đuôi nó thường kèm với lại dạng thức là no daro. Chẳng hạn như là itsunomani ame ga furidashita no daro, không biết trời nó bắt đầu mưa từ khi nào ấy nhỉ, thể hiện sự ngạc nhiên. Sonuchi là gì đấy, sẽ sớm thôi, chẳng mấy chốc. Sonuchi ame ga furu daro là chẳng mấy chốc nữa trời sẽ mưa đúng nhỉ. Cùng lấy ví dụ với trời mưa để các bạn dễ hình dung cái sự khác nhau giữa bốn cái nhá. Như vậy phù hợp nhất ở trong đây phải là số 3, itsunomani. Tiếp theo câu số 34 này, この植物は寒さに強い、暑さや湿気に弱い。Cái loài thực vật này ấy, nó rất là khỏe với cái lạnh. Đấy, nó chịu lạnh tốt nhưng mà nó lại yếu, nó lại không chịu được nóng và độ ẩm. Đấy. Vậy thì rõ ràng là cùng một đối tượng có hai cái mặt ngược nhau thì chắc chắn chúng ta phải dùng ngữ pháp hamen đúng không? Ichiban nha. Hamen có nghĩa là một mặt thì mặt khác thì. Đấy, hoặc là ngược lại. Cái loài thực vật này ấy, nó chịu lạnh tốt nhưng mặt khác nó lại chịu nóng và chịu ẩm kém. Đấy. Số 2 là gì đây? Tên đê là ở cái điểm, thì thông thường chúng ta hay dùng dưới dạng là toyu tên đê các bạn ạ, có nghĩa là ở cái điểm gì đó, xét trên cái khía cạnh gì đó, ví dụ như là Sakamo Yakumo Chimu Sports toyu tên đê wa onaji da, có nghĩa là môn bóng đá cũng như là môn bóng chày ấy, ở cái điểm gọi là chơi 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 nhóm, chơi team thì nó giống nhau. Đấy, nó dùng kiểu đó chứ nó không dùng trong bối cảnh kiểu này nhá. Mono là ngữ pháp N1, có nghĩa là nếu A thì B. Vậy mà đúng nhở? Chẳng hạn như là okane ga nai nara ite kureta ra yokatta mono, có nghĩa là nếu không có tiền thì cứ nói ra, nói cho tôi biết. Vậy mà không nói. Đấy, N1 chúng ta học sau. Karatoite là mặc dù A, thế nhưng mà từ đó không đủ để chúng ta kết luận là B. Chẳng hạn như là Nihongo ga hanaseru kara toite Nihongo osieraleru to wa kagira nai, mặc dù nói là có thể nói tiếng Nhật đấy nhưng mà không hẳn là có thể dạy được tiếng Nhật. Đấy, đúng đây phải là ichi nhá. À, đánh số luôn ngữ pháp nhá. Cái itsunomani các bạn được học ở trong chương trình từ vựng N3. Hamen ở ngữ pháp N3 Shinkansen Master. Như vậy là bốn câu đầu tiên đang là N1, N2, N3 này. Tiếp theo câu 35. Kondo kitamachi ni ikun dakedo oishii restoran shiranai? Là đợt tới ấy. Đấy. Đợt tới thì tớ sẽ đi đến Kitamachi đấy, thành phố phía Bắc đấy. À, cậu có biết cái quán nào ngon ngon không? Xong bạn B bạn tiếp lời là Sushiya Ikensiteru yo. À, chúng ta được học trong chương trình sơ cấp hoặc là N3, khi mà tiếp lời thì chúng ta sẽ dùng nara đúng không? Đấy, sushiya nara hoặc là sẽ là oishi restaurant nara, nhưng đây không có cái nào là nara hết. Vậy thì buộc chúng ta phải tìm một cái thể hiện cái điều kiện lựa chọn trong số đó, đúng nhỉ? Vậy thì bạn A đang nói như thế này, bạn có biết cái quán nào ngon không? Vậy thì bạn B bảo là à, nếu như là cái quán sushiya cũng được, đúng nhỉ? Nếu như sushiya được ấy thì tớ biết một quán đấy. Vậy thì mang tính chất như vậy chỉ có mấy đây? Số 2 đúng không? De yokereba này. Đấy. Nhá, có nghĩa là thể hiện cái điều kiện nếu như cái sushiya cũng được tính là một oishi restaurant ấy, thì tớ biết một cái. Còn deishi dùng để liệt kê chẳng hạn như là gì đấy? Wine deishi, biru demo ishi, nan demo nomeru, có nghĩa là rượu vang cũng được hay là bia cũng được, cái gì tôi cũng uống được. Nó không phù hợp trong bối cảnh là tiếp lời câu chuyện. Ngay tô, thông thường y tô này hay dùng để diễn tả một cái suy nghĩ đúng không? Nói là nghĩ là chẳng hạn là à, sushiya nga y tô omoimasu. Tôi nghĩ là cái quán sushiya thì ok thì tốt đúng không? Nhưng mà đây trong trường hợp là tiếp lời thì không phải như vậy này. Ga yoketemo có nghĩa là cho dù đúng nhỉ, nó diễn tả quan hệ đối nghịch, ví dụ như là sushiya nga yoketemo amari ikanai chẳng hạn. Mặc dù cái quán sushi kia ấy thì ok nhưng mà tớ ít khi đi, cũng không phù hợp trong bối cảnh nhá. Đúng nhất thì phải là số 2. Câu số 36. Kaichu den to nanyani. À, denchi ga kirete ite tsukanakatta.
使おうとするなら、使うようにするなら。Các bạn thấy có từ đầu tiên là từ kaichudento là đèn pin. Động từ đều là động từ sử dụng, có nghĩa là kiểu tôi đang sử dụng cái đèn pin này thì điện nó hết và nó không sáng nữa. Thì các bạn thấy chắc chắn là một cái việc sử dụng ngắn như trong thời gian ngắn như này chúng ta không thể dùng ngữ pháp yonisuru được đúng không? Yonisuru là cố gắng làm hành động nào đó duy trì thành thói quen chứ không phải là một hành động mang tính tức thời. Đấy, chẳng hạn như là yasai taberu yonishite kudasai, hãy cố gắng ăn nhiều rau vào. Nó diễn tả một cái thói quen duy trì nhá, không hợp lý trong bối cảnh là dùng cái hành động như thế này. Vậy thì chỉ còn 1 với 3 là ngữ pháp yotosuru thôi. Vấn đề đây là yotoshitara hay là yotosuru nara. Thì các bạn biết rồi, đó là nara dùng để tiếp lời đối phương. Nhưng mà đây không phải là tiếp lời mà là một cái hoàn cảnh đang, đúng nhỉ, đang cố gắng thì đằng sau nó xảy ra. Như vậy đúng nhất ở đây phải là số 1. Đấy, tsukaotoshitara có nghĩa là đang cố gắng sử dụng. Đấy, hoặc là sau khi tôi cố làm gì đấy thì xảy ra hiện tượng đằng sau. Đúng nhất ở đây phải là Ichiban, được chưa? Sau khi tôi cố sử dụng cái đèn pin thì nó hết pin và không sáng nữa. Kiểu nó đã bắt đầu mờ mờ rồi nhưng mà tôi cứ cố gắng, tôi tìm đủ mọi cách xoay xoay vặn vặn để dùng được thì nó hết luôn. Câu 37 này. Marathon Daikai no homepage de, ở trên trang chủ của một đại của một cuộc thi chạy marathon. 周辺住民の方の迷惑になりますので、指定の駐車場以外にはお願いいたします。 Người ta nói nha, bởi vì sẽ gây ra phiền phức cho những cái người dân xung quanh, cho nên rất là mong các bạn làm sao đó ngoài những cái chỗ gửi xe quy định. Đấy. Vậy thì nào, ở đây nó bảo là ngoài những chỗ gửi xe quy định thì làm sao? Đừng có đỗ, đúng không? Đừng có đỗ xe ở ngoài những nơi quy định, nếu không sẽ gây ra phiền phức cho họ. Vậy thì các bạn sẽ loại ngay được những cái phương án thể hiện sự khẳng định, đúng không? Đó là chūsha shite itadaku yō này, đúng không? Hoặc là chūsha shite itadaku tame, diễn tả cái sự khẳng định là bạn hãy làm điều đó là sai, đúng không? Tôi chỉ định quy định cái chỗ này để đỗ xe mà anh lại đỗ ra ngoài đây thì sẽ gây ra phiền phức chứ không phải là không, đúng không? Vậy chỉ còn 1 với 3. Vậy thì 1 là chūsha nasaranai yo ni và chūsha nasaranai tame thì cái nào đúng? Nó chỉ khác nhau yo và tame thôi. Thì ở đây ấy, chúng ta phải chọn đáp đúng là Ichiban, đúng nhỉ? Tại sao lại là số 1? Thì thứ nhất, bình thường khi mà yêu cầu người khác không làm gì chúng ta sẽ nói trực tiếp với người ta, chẳng như là chūsha shinai de kudasai, đúng không? Đấy, chūsha suru na hoặc là chūsha shite kudasai. Xin lỗi, chūsha shite wa ikenai, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ nói với đối phương như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp mà thuật lại thì người ta sẽ dùng dạng thức yo cộng với thể nai các bạn nhá. Đấy, như vậy nó sẽ thành chūsha shinai yō ni, được chưa? Chūsha shinai yō ni có nghĩa là đừng làm hành động đó. Mà ở đây shinai đã biến về dạng là nasaranai, nasaru, nó là dạng tôn kính ngữ, đúng nhỉ? Như vậy đúng ở đây phải là Ichiban. Còn tame diễn tả mục đích đấy hoặc là nguyên nhân, nó không phù hợp với bối cảnh câu này nên là chúng ta không chọn được, đúng phải là Ichiban. Bởi vì sẽ gây ra phiền phức cho mọi người xung quanh, cho nên tôi mong là mọi người đừng có đỗ xe vào, mọi người đừng có đỗ xe, đúng nhỉ? Ngoài các cái vị trí mà chúng tôi đã quy định. Tiếp theo câu 38. Hayashi senshu ga Olympic ni shutsujou dekiru ka dou ka wa kondo no taikai no kekka nomi da shidai da ni hoka naranai demo fushigi dewa nai. Nào, câu của chúng ta đang là cái việc mà vận động viên Hayashi có thể tham dự được Olympic, có thể tham dự được Thế vận hội hay không, kết quả của đại hội lần này đấy, thì chắc chắn là chúng ta phải dùng từ shidai da, đúng không? Phụ thuộc vào. Nomida là chỉ, giống đà kê nhá, không phải này. Nihoka naranai là gì đây nhỉ? Không gì khác, chính là không phải. Ví dụ như là watashi ga nihongo o benkyou shite iru no wa okane o kasegitai kara nihoka naranai, có nghĩa là cái lý do mà tôi đang học tiếng Nhật ấy, không gì khác chính là bởi vì tôi muốn kiếm tiền, không phải phù hợp trong bối cảnh này, đúng không? Demo fushigi dewa nai có nghĩa là dù có như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, không có gì bất ngờ, cũng không phù hợp, đúng không? Ví dụ như là
いつもちゃんと勉強しているので、彼が満点で合格しても不思議ではない. Có nghĩa là bởi vì là lúc nào cũng chăm chỉ học tập cho nên là dù anh ta có đỗ mang tên thì cũng không có gì kỳ lạ, cũng không phù hợp. Đúng, đây phải là số 2. Có tham dự được Olympic hay không ấy thì tùy thuộc vào kết quả của đại hội, đúng nhỉ? Câu số 39. 最近 パソコンを使っていると突然画面が真っ暗故障しているのかもしれない. Gần đây này, cứ tôi đang sử dụng máy tính ấy thì đột nhiên cái màn hình nó tối om. Có lẽ là bởi vì nó bị hỏng. Vậy thì chắc chắn là chúng ta thấy là đang là gaming tình trạng, đúng không? Vậy thì gaming ở đây chắc chúng ta không thể dùng ni sư được. Đấy, ni sư là diễn tả là chúng ta làm gì đó, đúng nhỉ? Ở đây phải là cái tình trạng nó trở nên. Đấy, không phải là chúng ta làm cái màn hình nó trở nên đen thui, tối om, mà phải là cái tình trạng màn hình nó tự trở nên như vậy. Vậy thì phải dùng ni na ru nhá. Vậy thì sẽ là 3 hoặc là 4. Vấn đề là ni na ru koto ga aru hay là ni natta tokoro da. Các bạn có ta tokoro da là vừa mới, đúng không? Diễn tả mối quan hệ về mặt thời gian. Nhưng mà đây lại là saikin, nó diễn tả cái gì nhỉ? Cái hiện tượng mà thường xuyên xảy ra hiện tại thì chúng ta không thể dùng là vừa mới được. Đúng nhất ở đây phải là số 3, đúng là đôi khi đôi lúc. Đấy, gần đây thì đôi khi đang dùng thì nó có hiện tượng như thế, có hiện tượng đột nhiên màn hình bị tối sầm lại, tối om. Nên là tôi đang lo, tôi đang nghĩ là có thể nó bị hỏng. Sang bằng. Tiếp theo câu 40. Ano toki no yujin no kotoba wa yume o akirame sou ni natte ita watashi ni mou ichido ganbaro to omotte kureta, omotte hoshikatta, omowasete kureta wa omowasete hoshikatta. Nào, chúng ta thấy chủ ngữ nhá, chủ ngữ là những cái lời mà bạn tôi nói hôm đó, lúc đó. Đấy, những lời bạn tôi nói lúc đó này làm cho tôi watashi ni thì chắc chắn phải dùng thẻ sai khiến, đúng không? Ở đây có hai thẻ sai khiến, đó là số 3 omowasete kureta và omowasete hoshikatta. Nhưng mà chủ ngữ là kotoba cho nên đúng ở đây phải là số 3. Đấy. Cái gì nhỉ? Cái đối tượng này nó đã khiến tôi, nó đã làm cho tôi suy nghĩ. Câu này dịch như nào nhỉ? Những cái lời bạn tôi nói lúc đó ấy, nó đã khiến cho tôi lúc đó đang có vẻ như là muốn từ bỏ giấc mơ, đang sắp từ bỏ giấc mơ ấy, nó khiến cho tôi nghĩ là tôi muốn cố gắng thêm lần nữa nha. Đúng đây phải là số 3. Còn omowasete hoshikatta, omowasete hoshi đó là mình muốn người khác cho mình làm V. Ở đây không có sự xin phép gì cả nên là không có TOC này. Tương tự omotte kureta chúng ta cũng không dùng. Omotte kureta có nghĩa là người nghĩ sẽ là đối phương làm V cho mình, không hợp lý. Ví dụ mình có thể nói là kanojo wa watashi ga ii to datto omotte kureta, đó là cô ấy nghĩ tôi là người tốt. Khi hành động nghĩ đấy là hành động tích cực nên mình dùng là te kureta được, nhưng bối cảnh này không phải. Đấy, đây phải dùng thẻ sai khiến. Tương tự omotte hoshikatta là mình muốn đối phương làm V cũng không đúng này. Chúng ta sẽ loại 1 và 2. Đúng đây phải là 3 nhá. Tiếp theo câu 41. Kaisha de, ở trong công ty, sacho nói là a saki no kaigi shitsu ni pe o wasureta mitai da. À này, có vẻ như tôi đã quên cái bút ở cái phòng họp ban nãy rồi. Thư ký mới nói là dewa watashi ga totte. Nào, hành động là hành động của thư ký, đúng không? Thư ký nói với giám đốc thì thư ký phải dùng khiêm nhường ngữ. Vậy chúng ta loại được ngay số 3, kudasaimasu là tôn kính ngữ của kuremasu và irasaimasu là tôn kính ngữ của iku, kuru, iru, đúng không? Chỉ còn orimasu và mairimasu là khiêm nhường ngữ. Orimasu là khiêm nhường ngữ của iru. Đấy, ở đây không thể là tôi đang lấy được mà phải là tôi đi lấy, đúng không? Đúng ở đây là số 2. Totte mairimasu có nghĩa là totte kimasu, tôi lấy, tôi đi đến đó lấy rồi tôi quay lại, đúng nhỉ? Đúng đây phải là số 2 nhá, đi bằng. Tiếp theo, câu số 42, câu cuối cùng trong phần ngữ pháp trong câu denwa de, qua điện thoại này, teiin, nhân viên nói là o denwa arigato gozaimasu, sakura bioin desu. Cảm ơn đã gọi điện. Đây là thẩm mỹ viện hoặc là hiệu làm đầu, hiệu cắt tóc Sakura. Kyō no shichiji ni yoyaku shite iru Tanaka desu ga, chotto shigoto ga nagabite, dekitara 8 giờ ni henko shite. Nào, bạn Tanaka, bạn nói là tôi là Tanaka mà đặt vào 7 giờ hôm nay đây, nhưng mà công việc của tôi nó bị nagabite, tôi công việc nó bị kéo dài, kiểu tôi phải làm thêm đấy. Cho nên là nếu được ấy thì đổi sang 8 giờ cho tôi, đúng không? Như vậy là đổi sang 8 giờ cho tôi chúng ta sẽ dùng cái gì?
Nào chúng các bạn cùng xem nhá. Moratara ikaga desu ka? Nó chính là moratara do desu ka? Khi dùng là tara do desu ka có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là mình khuyên đối phương làm V. Đây không phải là mình khuyên đấy, mà mình đang mong người ta làm cho mình, nên là không thể chọn một được. Moratara no desu ka desu ka? No desu ka desu ka chỉ là bằng tô mô, tôi nghĩ là như thế, chẳng phải là như thế hay sao, cũng không phù hợp trong bối cảnh này nha. Đấy. Tiếp theo câu số 3 này. Morawanakereba narimasen. Đó là phải làm cái điều đó. Đây cũng không phải là diễn tả cái gì nhờ? Không phải diễn tả điều bắt buộc, bởi vì các bạn thấy rõ ràng đằng trước có dekitara là nếu được, đúng không? Một cách rất là mềm mỏng, lịch sự thì không thể dùng cái dạng là phải được. Vậy thì chỉ còn 4 yombang đúng không nhỉ? Moraeru to arigatai desu ga. Có nghĩa là nếu mà có thể nhận được cái sự đổi vào sang lúc 8 giờ thì tôi sẽ rất là biết ơn. Bình thường chúng ta dùng là te itadakuto arigatai hoặc là te itadakeruto arigatai, nhưng mà có thể dùng dạng thức khác, đó là te moraeruto, nó bớt lịch sự hơn một chút so với lại te itadaku, nhưng mà cũng là một dạng thức dùng được trong bối cảnh là nhờ người khác một việc gì đó một cách thiện chí, đúng không nhỉ? Đúng, đây là yombang số 4 nhá. Tiếp theo đó là bài hái sao này. Các bạn theo dõi câu 43. Kono hon no naiyo kichinto gì đó oi daro. Sore nari no rikai suru ni wa muzukashii to kanjiru hito mo chishiki ga motomerareru no de. Nào chúng ta cùng theo dõi này. Thứ nhất nha, các bạn thấy này. Chúng ta đang có ở đằng trước, nó là nội dung cuốn sách này đang có trợ từ o và kichinto, đúng không? Vậy thì bắt buộc ở đây ấy phải là gì? Phải là mấy? Phải là một động từ đúng không nhỉ? Một động từ thì chúng ta thấy có ba động từ, đấy là kanjiru, rikai và motomeru. Thì chắc chắn là để phù hợp với từ nội dung ấy phải là gì đây? Phải là hiểu nội dung đúng không? Như vậy chúng ta phải cho ở đây là, ở đây chúng ta phải cho là mấy đây? Chúng ta phải cho ở đầu tiên là số 2 nhá. Đó là rikai suru niwa. Niwa bằng tame ni là để này, được chưa? Rồi, như vậy là để hiểu nội dung cuốn sách này. Tiếp theo các bạn thấy ở đây có ôi, đúng chưa? Có lẽ là nhiều, vậy thì phải là cái gì đó nhiều. Đấy. Vậy thì phải là một cái danh từ đi được với trợ từ gã, đúng nhỉ? Vậy thì bắt buộc ở đây phải là ba. Đó là muzukashii to kanjiru hito mo, có nghĩa là có lẽ cũng nhiều người cảm thấy khó. Đấy, vậy thì còn lại số 1 và số 4 thì chúng ta đang thấy là sore nari no và số 4. Ở đây chúng ta cần một danh từ. Vậy thì chắc chắn là sẽ phải cho thắng số 1 trước đúng không nhỉ? 1 này là sore nari no đi với 4, đấy là chishiki ga motomerareru no de. Như vậy thứ tự đúng của chúng ta là như thế này. 2 1 4 3 các bạn nhá. Có nghĩa là gì nhỉ? Để hiểu được kỹ càng cái cuốn sách này ấy, đấy, thì bởi vì gì? Bởi vì sẽ cần cái kiến thức mà tương xứng với nó, cần cái lượng kiến thức gì đấy nhỉ? Cần cái lượng kiến thức đi đôi với lại cái lượng nội dung đấy, nên là có lẽ là nhiều người cảm thấy nó khó. Như vậy là 2 1 4 3 các bạn sẽ chọn đáp ứng là Ichiban, một sore nari no, bởi vì dấu sao ở vị trí thứ hai. Tiếp theo câu số 44. Câu số 44 là gì đây? Sekiyu wa jidosha ya kokuki nado no gì đó genryo toshite mo riyo sareteiru tsukawareru dake de naku plastic seihin o tsukuru nenryo toshite. Nào, Sekiyu là dầu mỏ. Dầu mỏ ấy nó được sử dụng như là một loại nguyên liệu nhá. Ở phía trước này, ở trong gì đây, ô tô này, rồi thì chữ hàng không ở cơ có nghĩa kiểu như là máy bay ấy. Đây là sử dụng đúng không, được sử dụng này. Đá kê đê na cự là không chỉ này, sản xuất những cái đồ nhựa này như là một loại nhiên liệu. À vậy thì chắc chắn là đây chúng ta thấy chúng ta phải ghép như nào đây, cái này chúng ta dịch nghĩa sẽ nhanh hơn đúng không nhỉ? Chúng ta có này, đà kê đê na cự đi với lại thể thường đấy. Ở đây có hai thể thường là tsukuru và tsukawareru, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải ghép theo thứ tự là gì nhỉ? À thứ tự của chúng ta sẽ là
Nên điều nha, số 4 này. Nên điều toshite. Đấy. Xong đến là số 1 đúng không? Tsukawareru. Cái số 2 là dake de naku. Và cuối cùng là số 3. Plastic. Seihin tsukuru. Đây. Câu này là gì nhỉ? Dầu mỏ ấy không chỉ được sử dụng như là một loại nhiên liệu trên dùng cho ô tô hoặc là dùng cho máy bay, các thiết bị hàng không, mà nó còn được sử dụng với tư cách là một nguyên liệu dùng để sản xuất các mặt hàng gì nhỉ? Các loại đồ nhựa. Đấy, từ dầu mỏ người ta chế tạo ra rất là nhiều cái chất khác nhau. Như vậy đúng ở đây là 4, 1, 2, 3. Thứ tự như này chúng ta sẽ chọn một tiếp đúng không? Chỉ bằng. Tiếp theo, câu số 45 nhá. Chúng ta cùng xem này. Higashi Tetsudo Takeyama Sennai ni aru 2 no shingoki ga goshō shite ori daijiko ga gì đó akiraka ni natta okikane nai tsuzuite ita koto ga jōtai ga kiken na. Các bạn thấy nha. Chúng ta cùng xem này. Shingoki là cái gì nhỉ? Cái máy tín hiệu. Đấy. Hai cái máy tín hiệu, hai cái đèn tín hiệu ở cái gì nhỉ? Ở cái khu vực của tuyến đường gì đây? Của tuyến tàu điện này ấy, nó bị hỏng này. Cho nên là đằng sau các bạn thấy có từ daijiko, có nghĩa là cái gì đây? Có nghĩa là cái sự cố lớn. Đấy. Cái tai nạn mà có mức độ nghiêm trọng lớn. Đằng sau là trở nên sáng tỏ. Các từ cần điền là okikanenai, có nghĩa là có nguy cơ xảy ra. Tsuzuite ta koto ga, đó là tiếp diễn, cái việc gì đó tiếp diễn này. Jo tai ga là tình trạng, kiken na là nguy hiểm. Vậy thì câu này chúng ta sắp xếp như nào? Thứ nhất, các bạn thấy có là akiraka ni natta là một cái gì đó nó trở nên sáng tỏ đúng không? Đấy. Vậy thì phải là một việc gì đó trở nên sáng tỏ. Các bạn sẽ cho được là số mấy trước? Các bạn sẽ phải cho số 2 trước nhá. Một sự việc gì đó sáng tỏ này. Số 2 là tsuzuite ita koto ga. Đấy. Vậy thì chúng ta đã có một cái việc đúng nhỉ? Một việc gì đó trở nên sáng tỏ. Việc đó là việc gì? Việc đó là một cái gì đó phía trước. Cái này nó hơi khó để diễn tả nhưng mà các bạn hiểu này, akiraka ninata là một việc nó trở nên sáng tỏ. Chúng ta đã có được từ koto rồi. Vậy việc đó là việc một cái tình trạng tiếp diễn đúng không? Vậy thì chắc chắn ở trước đây chúng ta phải cho từ số 3 đúng nhở? Jotai ga. Đấy. Vậy thì chúng ta còn số 1 là okikanenai và kikenna. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho thứ tự là 1 đúng không? Okikanenai và 4 là kikenna. Đây, thứ tự của chúng ta là 1, 4, 3, 2. Các bạn sẽ khoanh đáp án đúng là 3 nhé. Sam bằng jotai ga. Nào, sau khi đã điền xong thì chúng ta sẽ hiểu câu này là gì đây nhỉ? À, hai cái đèn tín hiệu nó bị hỏng ở khu vực tuyến tàu Takeyama ấy, của đường của tàu điện Higashi. Và gì đây? Và một điều sáng tỏ, một điều đã trở nên chắc chắn rõ ràng ấy, đó là gì đây? Đó là tình trạng đúng nhỉ? Một cái tình trạng nguy hiểm. Tình trạng nguy hiểm đó là tình trạng gì? Tình trạng mà những cái sự cố lớn ấy có thể xảy ra. Kanenai có nghĩa là có thể nhá. Các bạn thấy là đuôi là thể nai nhưng mà nghĩa là khẳng định đấy. Cái tại tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra này ấy, nó làm sao đây? Nó sẽ tiếp diễn. Đấy, cái tình trạng đó tiếp diễn ấy là một việc trở nên sáng tỏ rõ ràng. Tương đối là khó.
Có thể nói cái câu 45 này, câu 45 45 45 này là câu mà khó sắp xếp nhất trong cái bài này. Tiếp theo, câu 46 này. Interview đấy, qua phỏng vấn này. Tên chỗ ni natte sai sho no 1 nen kan wa tahen deshita. Tên chỗ ni natta to nayamu koto mo arimashita. Cái năm đầu tiên khi tôi làm cửa hàng trưởng ấy thì thật là vất vả. Đã trở thành cửa hàng trưởng này cũng có nhiều lúc tôi lo, tôi trăn trở là các bạn thấy thứ nhất có tôi y tế mộ nó phải đi với lại thẻ Fuske thẻ thường. Vậy thì chắc chắn ở đây chúng ta phải dùng là một đi ngay đằng sau Ninata, đúng là tôi y tế mộ. Có nghĩa là dù nói là trở thành cửa hàng trưởng đi chăng nữa nhưng mà đằng sau là một điều không giống với những gì mà cái từ đó nó hình dung. Tưởng là cửa hàng trưởng đã phải gọi là kinh nghiệm đầy mình rồi thì chức cao quyền trọng đúng không, có thể sai khiến các thứ, nhưng mà đằng sau là một điều mà không giống như chúng ta tưởng tượng được từ từ tên trồ nhá. Và tiếp theo các bạn thấy có từ tô là yamu, vậy thì suy nghĩ lo lắng trăn trở rằng vậy thì đây phải là từ thể hiện nội dung đúng không, chắc chắn nó phải là bốn đúng nhỉ. Jibun de ino ka, tôi trăn trở là liệu mình có được không đúng nhỉ, liệu mình có làm nổi không. Vậy thì đương nhiên còn hai từ còn lại chúng ta sẽ xếp ba trước đúng không. Wakaranai koto xong đến hai bakari de đúng nhỉ, có nghĩa là dù nói là đã trở thành cửa hàng trưởng đấy nhưng mà bởi vì toàn những điều tôi không biết cho nên là đôi khi tôi vẫn trăn trở là liệu bản thân mình có làm được không, mình làm có tốt không. 1 3 2 4 các bạn khoanh hai bakari de nha. Tiếp theo câu cuối cùng, câu số 47. Ie o kau koto ni tsuite kantan ni hikkosenai no ga iya da to iteiru. Oto wa katte shimau to hiiteteki na ichido. Các bạn thấy này, về việc mua nhà này đúng không? Đây động từ nhận thức, nói chuyện về việc mua nhà. Đấy. Được chưa? Nói chuyện về việc mua nhà. Các bạn thấy vế sau nó là gì đây? Ghét đúng nhỉ? Ghét cái việc gì? Không thể chuyển đi một cách đơn giản, không thể chuyển nhà một cách dễ dàng. Các phương án là chồng này, teishimaru to có nghĩa là một khi lỡ mua, hitetekina là phủ định, mang tính phủ định, có nghĩa là không đồng tình, không phản, không không tán thành chuyện đó. Ichido là một khi. À, câu này chúng ta có thể lựa chọn một cách rất là đơn giản. Thứ nhất chúng ta có ba là hitetekina đúng không, đằng sau phải là gì nhỉ, đằng sau phải là ngữ pháp hoặc là danh từ. Ở đây không có ngữ pháp phù hợp thì bắt buộc phải là một oto, có nghĩa là cái ông chồng mà lúc nào cũng ở cái lập trường phủ định như chồng tôi. Đấy. Chồng tôi ở trong cái lập trường phủ định nói rằng đúng nhỉ, nói rằng gì, một khi mà mua thì sẽ không thể chuyển đi đơn giản được đúng nhỉ, đúng là bốn nhá. Ichido xong là hai kate shimau to. Đấy. Về cái việc mua nhà ấy thì chồng tôi ở trong lập trường không đồng tình, ở lập trường phủ định luôn nói là ghét cái việc một khi mua nhà rồi thì sẽ không dễ dàng để mà chuyển đi đúng không, kiểu nếu mà đi thuê thì chán ở đây có thể chuyển đi nơi khác một cách đơn giản nhưng mà mua thì coi như là phải chôn chân ở đó rồi không thể chuyển đi được. Các bạn khoanh yom bằng đi chi độ. Tiếp theo môn đai 9, có thể nói là môn đai tương đối khó với một số bạn. Chúng ta cùng xem này, câu Ikawa Zashi no Koramu de aru, đây là một bài viết ở trên tạp chí. Tiêu đề của bài viết đó là Onsen no Tadashii Hairi Kata, cách chúng ta tắm onsen đúng đúng nhỉ? Đấy, cách chúng ta ngâm mình trong 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 suối nước nóng một cách đúng đắn. Cái bài này thì không phải là bài đọc hiểu, khi làm bài các bạn sẽ làm tương đối nhanh, các bạn không có thời gian nhiều thì các bạn nghĩ lâu đâu. Đấy, chỉ có khoảng tầm 5 phút để làm cái bài này thôi. Chúng ta cùng xem luôn câu 48 nhá. Các bạn thấy câu 48 nó là một cái câu mà ở đầu ngay này. Các bạn thấy Onsen wa hairi kata o machigaeru to karada ni futan o kakete shimau no desu. Ở đằng sau nội dung của nó đang là gì đây nhỉ? Cái suối nước nóng ấy, nếu như chúng ta sai cái cách đi vào, cách bước vào. Đấy.
thì nó sẽ tạo cái gánh nặng cho cơ thể, nó sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Vậy thì chúng ta sẽ cần từ gì? Các bạn xem có gì chưa? Là thật ra là ipo đấy là mặt khác, si cả mộ là gì đây? Là hơn nữa, ngoài ra, giống mấy cái từ liệt kê ấy, chinamini là tiện thể nhân tiện thì chắc chắn hợp lý nhất ở đây phải là gì chưa, đúng không? Người ta đưa ra gì nhỉ? Người ta đưa ra cái luận điệu giải thích đấy, người ta giải thích, người ta trần tình, đúng không? Đằng trước người ta bảo này, ただ onsen ni haite genki になるどころか逆に疲れてしまったという声を聞くことも少なくありません。Có nghĩa là có điều ấy, đã không ít lần tôi nghe thấy cái câu, những cái câu chuyện kiểu như là đi tắm suối nước nóng, nhưng mà không những không, dokoro có nghĩa là không những không nhá, không những không trở nên khỏe hơn mà ngược lại còn mệt hơn. Thật ra là, đúng không, là bắt đầu người ta giải thích, thật ra là ấy, nếu mà nhầm cái cách tắm thì sẽ gây gánh nặng cơ thể đấy, phải là jitsua. Câu 49 nhá các bạn nhé, các bạn nhìn này, câu 49 các bạn thấy như sau. お湯に入る前には必ず掛け湯 là tắm tráng. Trước khi mà bước vào tắm suối nước nóng ấy thì nhất định là phải tắm tráng. Đấy, các bạn thấy có từ kanarazu, vậy thì cái nào diễn tả cái điều đó đây? Suru kara desu, có nghĩa là bởi vì, nó sẽ diễn tả quan hệ nhân quả. Suru no desho là có lẽ sẽ làm điều đó. Suru tsumori desu có nghĩa là dự định làm gì đó của cá nhân. Suru yoni shite kudasai là hãy luôn luôn làm điều đó, hãy cố gắng làm điều đó. Nào chúng ta cùng xem cái phần phía trước người ta nói gì. Đây, các bạn thấy cái câu, ngay câu đầu tiên đúng không? Câu đầu tiên người ta nói là karada ni futan o kakenai tame ni mazu shite hoshii no wa o yu ni hairu mae ni teinei ni kakeyu o suru koto desu. Các bạn thấy có te hoshii này, có nghĩa là tôi muốn bạn làm đó là cái việc kake, đấy, cái việc tắm tráng này. Vậy thì cái 49 phải là một cái lời khuyên cho người khác làm, đúng không? Thì chắc chắn là chúng ta không thể nào dùng những cái từ là tôi dự định làm được, hay là gì đấy, có lẽ là tôi sẽ làm. Nguyên hệ quan hệ nguyên nhân kết quả thì cũng không có, nên là chúng ta không chọn được, đúng không? Đúng là đây phải là số 4, kanarazu dividete kudasai. Ngoài ra đây là điều kiện, đây là điều diễn tả là đối phương làm, đúng nhỉ? Đúng, đây là 4 nhá. Người viết bài này khuyên mọi người làm như thế. Tiếp theo câu 50 này. Onsen no seibun ga hada ni futan o. Nào, những cái thành phần ở trong suối nước nóng ấy, nó gì đây? Nó phư tăng là những cái gánh nặng, những cái ảnh hưởng lên da. 50 chúng ta xem người ta có những gì. Kaketa to shimasu, kakeru koto mo arimasu, kaketa to omoimasu, kakeru koto ni arimasu. Chúng ta cùng xem qua cái nghĩa của nó. Đầu tiên, kaketa to shimasu, to shimasu, to suru có nghĩa là xem như đã, xem như là, coi như là, coi như là đã gây ra. Số 2 là cũng có lúc, cũng đôi lúc, cũng có thể. Câu số 3 là tôi nghĩ là đã, và câu số 4 là nằm ở việc. À, ở đây các bạn thử xem cái nội dung đằng sau người ta nói là gì nha. Người ta nói khá là dài đúng nhỉ? Đây. Desu kara shigeki no tsuyoi sansei no onsen ni haitta toki ya hadae no shigeki ga tsuyoi to kanjita toki wa saigo ni onsen dewa nai o yu ya mizu ya karada ni kake hada ni nokotta onsen no seibun o nagashimashou. Như vậy đây là khuyên một cách chung chung thì không thể dùng dạng quá khứ được, đúng không? Đây, coi như đã là không đúng này. Kaketa tôi nghĩ là đã cũng không đúng. Còn 4 với lại 2 nằm ở cái việc cũng không phải, đúng không? Ở đây phải là số 2. Nằm ở cái việc thông thường nó nói là chẳng hạn như là đặc điểm của một cái gì đó nằm ở việc. Đấy. Ở đây phải là kakeru koto mo arimasu, có nghĩa là đôi khi đôi lúc nhá. Khi ghép vào đây có nghĩa là đôi khi thì các thành phần ở trong suối nước nóng ấy nó cũng sẽ gây cái gánh nặng, gây cái ảnh hưởng lên da của bạn đấy, là hợp lý nhất trong bối cảnh này. Trong trường hợp là làm nhanh thì giải thích như vậy, còn tí nữa nếu mà dịch cả bài các bạn sẽ hiểu hơn thì sẽ nói lại một chút nhá. Câu 51, câu cuối cùng này. Sekaku tsukare wo tori ni onsen ni ita no ni mottai nai desu yo ne. Là gì đây nhỉ? À, bạn đã mất bao nhiêu công sức để đi đi suối nước nóng để thư giãn, để giải tỏa mệt mỏi,
vậy mà gì đó thì thật lãng phí. Chúng ta cùng xem nó có này. Tsukarete shimai. Đầu tiên te shimai là có nghĩa là lỡ như vậy. Lỡ như vậy thì đằng sau nó không thể đi với lại luôn tính từ là một tai nai, đúng không? Không phù hợp. Số 2 là tsukarete shimatta no ga. Cái việc mà đã bị mệt. À, cái việc mà đã bị mệt. Ở đây là diễn tả cái điều kiện thì đúng hơn. Như là chúng ta không chọn là tano ga. Câu số 3 là tsukarete shimatte wa. Te wa có nghĩa là nếu A thì B. Nếu mà bị mệt thì là một điều đáng tiếc. Chính xác, đúng nhỉ? Đây là ngữ pháp N3 chúng ta học rồi nhá. Sang bảng. Tiếp theo, 4 này, tsukarete shimau bakari de là chỉ toàn, không hợp lý. Đấy, như vậy đúng ở đây phải là số 3. Thì đó là cái nội dung của cái bài này theo cái cách làm nhanh là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đọc một chút bởi vì là một cái bài đọc cung cấp tri thức rất là hay, đúng không? Chúng ta cùng xem nhá. Cái cách tắm suối nước nóng, cách tắm onsen đúng này. Khi mà cảm thấy mệt mỏi ấy, đấy, thì nói thế bạn này đi cả thì chẳng phải là có rất là nhiều người có suy nghĩ là trở nên là muốn đi tắm suối nước nóng, đúng không? Thật à, tuy nhiên có điều là ấy, cũng không hiếm hay cũng không ít, cái chuyện mà tôi nghe thấy được rằng người ta nói là khi đi tắm ấy không những là không khỏe lên mà ngược lại còn mệt hơn. Thật ra là suối nước nóng ấy, nếu như chúng ta tắm sai cách thì ngược lại nó còn gây ra cái ảnh hưởng cho cơ thể nữa. Đấy. Và cái việc nhá, no này thay cho cô tổ bởi vì đuôi là cô tổ nhá. Cái việc mà tôi muốn bạn làm đầu tiên để không tạo cái gánh nặng cho cơ thể, để không gây hại cho cơ thể, không khiến cơ thể mệt mỏi ấy, đó là việc trước khi mà xuống nước nóng, bạn hãy tắm tráng thật cẩn thận. Người ta khuyên này. Người ta khuyên làm sao đây? Yukuri, tapuri kakete ikimasho, đó là hãy dội nước thật nhiều, thật từ từ, đúng nhỉ? Hãy dội nước onsen thật từ từ, thật chậm, từ chân, đúng nhỉ? Từ chân, đó là nơi mà cách xa tim nhất, không phải là đầu tiên đã dội lên đầu hay là dội vào ngực nhá, mà phải dội từ chân trước. Kakeyu ni wa oyu no ondo ya onsen no seibun ni karada o nare saseru toita jiyou na yakuwari ga arimasu. Ở trong cái gì nhỉ? Ở trong cái việc mà chúng ta tắm tráng này ấy, nó có cái vai trò quan trọng, đó là gì? Đó là khiến cho cơ thể chúng ta làm quen với cái nhiệt độ của nước nóng cũng như là các thành phần ở trong suối nước nóng. Đấy, không phải là bởi vì suối nước nóng người ta sẽ cho những cái thành phần khác vào, không phải là cái dạng thức nước tinh khiết nên là có thể cái những chất đấy nó sẽ gây kích ứng một chút nên là chúng ta phải từ từ chậm rãi cả cái nhiệt độ nữa, đúng không? Và trước khi mà bạn vào tắm nước nóng ấy thì nhất định là bạn hãy cố gắng là luôn luôn tắm tráng cẩn thận. Và gì đây? そしてお湯に入っている時間にも注意が必要です. Đó là bạn cũng cần phải chú ý đến thời gian mà gì nhỉ? Mà bạn ngâm mình trong suối nước nóng nữa. Người ta nói rằng này, người ta cho rằng cái thời gian mà bạn ngâm mình ấy, nếu như nước nó ấm vừa phải thì là khoảng 20 phút. Còn nếu như nước nó nóng thì chỉ 3 đến 5 phút thôi. Và một ngày bạn cũng không nên làm sao? Bạn cũng không nên tắm quá nhiều lần. Một ngày chỉ 1 2 lần. Okutemo sankai taedo ni shite okimasho. Và nhiều lắm, cùng lắm là bạn tắm ngày 3 lần thôi. Ở trong các cái thành phần của suối nước nóng ấy cũng đôi khi cũng đôi lúc cũng có thể nó sẽ gây cái ảnh hưởng lên da của chúng ta. Bởi vì vậy, những khi nào mà bạn vào một cái suối nước nóng nó có cái tính gì đây? Có cái sanse Hán tự là chữ toan có nghĩa là axit chua đấy. Trong từ từ spice có nghĩa là chua. Suối nước nóng có cái tính gì nhỉ? Có cái tính axit mạnh gây kích ứng. Đấy. Hoặc là khi gì? Hoặc là khi bạn cảm thấy da bạn bị kích ứng mạnh thì bạn làm sao? Bạn nhá, bạn hãy dội nước này hoặc là bạn sử dụng nước nóng một cách gọi là nước bình thường chứ không phải là cái gì đấy, không phải là nước onsen, nước của suối nước nóng đấy, để bạn rửa trôi đi toàn bộ những cái
thành phần đúng nhỉ, những cái chất ở trong suối nước nóng nó bám trên da bạn, nó còn lại trên da bạn. Đấy, có nghĩa là nếu mà da bị kích ứng, nếu mà cái suối nước nóng đấy nó có cái lượng, có cái hàm lượng axit cao ấy, thì lần cuối cùng sai gối nhị tắm tráng thì chúng ta sẽ không dùng cái nước nước onsen để chúng ta tắm, mà chúng ta phải dùng cái nước sạch nhá, để rửa trôi hết đi những cái bám trên da. Ngoài ra nếu như cái gì nhỉ, nếu như cái kích ứng nó không mạnh ấy, thì chúng ta làm sao, chúng ta đừng có, đúng không nhỉ, bởi vì những cái thành phần ở trong suối nước nóng ấy, chúng ta không nên rửa trôi nó đi, chúng ta không nên xả nó đi, bởi vì có thể nó thành phần tốt, nên là tôi khuyên các bạn làm như thế, đúng nhỉ. Đấy, mất công đi tắm suối nước nóng, nhưng nếu mà lại càng thêm mệt hơn thì thật là lãng phí. Cho nên ấy, tôi cầu mong bạn Toremasu, tôi cầu mong bạn là hãy có thể lấy được, giải tỏa được sự mệt mỏi hàng ngày bằng cái cách tắm chính xác, đúng nhỉ. Đấy, một bài đọc rất là hay. Thông qua cái việc tìm hiểu bài này, chúng ta biết được cách tắm suối nước nóng rồi, đúng không? Các bạn áp dụng nhá. Thì đó là cái nội dung chữa đề thi ngữ pháp này của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong các cái phần tiếp theo. Gặp lại các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ cái mong muốn, nguyện vọng nào thì các bạn hãy để ở dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Anh Sensei, cũng như là các bài viết trên trang fanpage Anh Sensei. Nếu như các bạn muốn tham gia khóa học trực tuyến tương tác trực tiếp của Anh Sensei thì có thể liên hệ với Sensei thông qua cái thông tin bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.